Theo em thì em có dài hơn các đồng đội em thôi, chứ em không có được nhiều nên là em cũng cần phải lên nhiều hơn để có nhiều kinh nghiệm hơn. Đương nhiên là lần này em được gặp lại thầy Cảnh cũng rất vui. Không khí vẫn như cũ. Nhưng mà tập của thầy thì hầu như là bổ trợ vào thi đấu luôn nên là bọn em cố gắng để làm theo thôi. Lần này tập trung có ít và thi đấu 2 3 trận liền nên là tập trung vào thi đấu luôn. Bọn em không muốn đi ra ngoài và chỉ sinh hoạt ở trong khu công khuôn viên của liên đoàn ạ. Bọn em cũng chia có 2 người, 3 người một phòng nên là sinh hoạt cũng rất thoải mái. Thực ra thì em bản thân em còn phải cố gắng rất nhiều nên là em cũng không thể dành suất thì em chỉ biết là tập được có cái thật tốt ạ. Thực ra kinh nghiệm thì em còn thiếu, em còn phải học rất nhiều. Còn đương nhiên là mình cần phải tập trung hơn và tập được tốt hơn. Thực ra thì em được thi đấu nhiều cũng là một cái lợi thế của em, nhưng mà lên đây là quyết định là của thầy Bắc và cá nhân em cũng phải tập được thật tốt ạ. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.